Trưa 3 tháng 11 năm 2014, thông tin từ cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa kịp thời cứu sống một phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn 1 xuống sông Sài Gòn phía thuộc phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phan Văn Hùng, thuyền trưởng cano của cảng vụ cho biết, khoảng 11 giờ 45, mọi người đang trực thì thấy có người rơi từ trên cầu xuống sông. Ngay sau đó, người dân cũng hô hoáng, có người nhảy cầu nên lái cano chạy đến tìm. Sau một lúc tìm kiếm, các cán bộ cảng vụ thấy phần đầu của người phụ nữ còn nổi, cách nơi nhảy xuống khoảng 50 mét nên tổ chức cứu và đưa lên cano vào bờ, sơ cấp cứu cho tỉnh lại. Công an phường 22 quận Bình Thạnh cũng được thông báo sự việc đến làm các thủ tục cần thiết và chuyển người phụ nữ vào bệnh viện quận Bình Thạnh để tiếp tục điều trị. Gần đây nhất, liên tiếp trong 2 ngày, 6 và 7 tháng 7 năm 2014, các cán bộ của cảng vụ cũng kịp thời cứu sống hai người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn 2. Theo thông tin từ các cán bộ cảng vụ từ đầu năm đến nay, tính luôn vụ việc này thì đây là lần thứ 10 cảng vụ cứu sống người nhảy cầu Sài Gòn 1 và 2.